Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn thực hiện món tai heo trộn thính, một trong những món nhậu rất được ưa thích của các ông xã. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm món tai heo trộn thính này nhé. Nguyên liệu của món tai heo nộm thính thì gồm có: thứ nhất là tai heo, một cái tai heo, thính, chanh, ớt, tỏi, lá chanh và các loại rau ăn kèm như lá sung, lá mơ, lá húng nhé, thì tùy sở thích của các bạn, và bột canh, mì chính, đường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm món tai heo nộm thính nhé. Đầu tiên là các bạn luộc tai heo, các bạn cho tai vào trong nồi nước, sau đấy cho khoảng 1 đến 2 thìa giấm vào nhé. Mình cho giấm vào luộc cùng để tai heo nó được giòn và thơm hơn. Trong lúc đợi tai heo chín thì mình sẽ cùng với các bạn pha nước chấm nhé. Tỏi thì các bạn bóc vỏ thái nhỏ, ớt thì thái lát, lá chanh các bạn cũng thái lát mỏng. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình 2 thìa nước. Sau đấy các bạn cho vào 1 thìa mắm. Tiếp theo là 1 thìa đường. Các bạn cho một nửa ớt đã băm nhỏ vào và một nửa tỏi đã băm nhỏ vào. Sau đấy các bạn khuấy đều. Các bạn đừng quên cho thêm 1 thìa giấm nhé. Sau đấy các bạn nấu đều lên. Các bạn có thể cho nước cốt chanh vào cũng được. Các bạn nhớ tỷ lệ cho mình nhá: 2 thìa nước lọc này, 1 thìa đường, 1 thìa mắm, 1 thìa giấm và ớt tỏi băm nhỏ. Vậy là mình đã pha xong nước chấm rồi đấy. Tai heo sau khi đã chín tới thì các bạn cho vào âu nước lạnh đã chuẩn bị sẵn nhé, cho thêm vài gợt đá vào nước lạnh càng tốt. Để gấp tai heo vào, cho vào nước lạnh. Các bạn ngâm vào nước lạnh để tai heo nó được giòn và nó không bị đen nhé. Các bạn ngâm trong vòng 10 phút, sau đấy vớt ra đĩa để ráo nhé. Tai heo sau khi ngâm nước lạnh, các bạn vớt ra và để ráo như này. Khi đã khô ráo rồi thì mình bắt đầu mình thái nhé, thái miếng mỏng. Các bạn dùng dao sắc thái miếng càng mỏng càng tốt. Cứ thái như vậy cho đến khi
cho nhiều thêm nhé. Để vậy trong khoảng tầm 10 phút là mình có thể ăn được rồi. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món tai heo trộn thính rồi. Các bạn hãy làm và cùng với gia đình mình thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công.